Bác Trần Văn Thấm, hôm nay 76 tuổi, nhà số 2, ngõ 219 trên 16 trên 10, đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bác Hoàng Thị Yên, có nhà vợ của bác Tấm. Vâng, con xin được phép hỏi bác Tấm ạ. Con được biết là bác bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, thì không biết là lúc đầu thì bệnh có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Bác bị ho, ho nhiều, ho sặc sụa đấy. Như vậy là bác đi bệnh viện Đại học Y, khám, người ta chụp có X-quang, có hai cái vết chấm cái bằng đầu đũa đen đen ấy. Thì cái anh X-quang này anh nghi sợ ung thư phổi. Thế về trưởng khoa thì soi đi soi lại cái phim chụp X-quang ấy, thì ông trưởng khoa ông bảo không phải đâu. Thế rồi tôi, bác cũng đề nghị là chụp cắt lớp. Thế ông ấy, ông trưởng khoa mà thôi, ông cứ về ông điều trị, tôi kê đơn cho thuốc ông, để sau một tuần ấy cái thuốc này thì cần xuống chụp cắt lớp thì tôi chụp. Thế còn tôi nghĩ là không chắc là phải ung thư đâu. Thế ông động viên như thế mình biết vậy thôi. Thế sau đó thì đi về uống thuốc một thời gian, hết 20 ngày thuốc ấy thì vẫn chưa ổn định lắm, tức là ho vẫn còn. Thế tôi đi bệnh viện 354 khám theo tuyến, họ khám tôi là viêm phế quản mãn tính, cũng điều trị đâu 10-15 ngày, cũng truyền thuốc kháng sinh vào dịch truyền trong như prednisolone và cái này các thứ là như vậy. Sau đó 15 ngày để mời ông ra đấy. Ông ra thì như vậy là cũng không, một thời gian cũng không hỏi được, ví dụ từ năm thì thời gian ngắn thôi, năm 2019 lại bị như vậy là tái phát thì nên 354 cũng chỉ giải quyết vấn đề ấy. Thế xong tôi là như vậy thôi, để sang bệnh viện phổi trung ương, hay bắt đầu sang phổi trung ương theo đúng ngạch nó. Thế vào như là bác sĩ mà khám tự nguyện đấy mà. Thế hỏi thế bác ho nào, bác như vậy là mùa đông hay ho mùa hè đúng không? Rồi đúng, người ta hỏi thế đấy, rồi đúng. Thế như vậy là nằm ho hơn là đứng đi đúng không? Đấy, đúng. Thế là tối đêm ho nhiều hơn ngày đúng không? Đúng. Thế tao xem ra kết luận của tôi, mời ông đi chụp cả lớp thì đi và thử như vậy là cái nực thở, ít thở. Thế đem về thì mà đấy, cái ho chính đấy, bác bị phổi tắc nghẽn. Sau người ta cho điều trị như vậy là 15-20 ngày, người ta tiêm truyền cho cái thuốc kháng sinh vào mạch máu. Thế, uống cho cả thuốc xịt, thì thuốc xịt thì như vậy có loại nó xịt nó làm giãn cái phế nang ra, trong khi nó giãn ra đau hết cả người, đau hết lưng lưng này, da hàng trước này, và cái loại để nó làm khỏi viêm nhiễm phổi, cái CGT là khỏi viêm phổi, chống viêm nhiễm để phòng viêm nhiễm. Sau đó thì chục ngày, 5 ngày sau bồi dưỡng thì ra viện. Thế là đầu năm 2021 đấy, thì như vậy là lại bị tái lại, ho liên tục, ho sặc sụa lên, ho đỏ cả mặt, có cái tăng ở huyết áp, người nó bóng lên mà cứ vừng 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 này, đờm nó đặc quánh, nó còn vàng vàng nữa, nó cứ vương vướng cổ, có khi phải khạc nó mạnh may ra được, chúng phải ho bắn được ra được. Nếu mà gắng sức ấy, thì khó thở là không nhanh, là có khi là không ấy được đâu. Cái hôm như vậy là hai bố con đi mua cái cốt gần Tết ấy, thì như vậy là về đây thì ba có ôm cả từ ngõ vào đây, thì gắng sức để sẽ không giờ vỡ, mà phải lín hơi, thế mà coi là gắng sức một cái là không thở được. May hôm nay lại đút túi cái xịt này để nó giãn phế nang ra thì chỉ được. Ông con rẻ em bảo ông con rẻ ông đâm lưng trong lúc đấy thì là nó đỡ, cái leo công thang không leo được đâu. Tức là nó thở như vậy là dốc trèo lên, hoặc là mình lao động nặng nó thở dốc. Khi mà bị những cái triệu chứng khó chịu như thế này rồi thì bác có thấy là nó ảnh hưởng như thế nào tới cái cuộc sống luôn, là những cái sinh hoạt hàng ngày bình thường của bác không ạ? À? Cái thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày ấy, tức là muốn đi lại hàng nói lăng các thứ như vậy là cũng phải như vậy là hạn chế. Giấc ngủ thì không ho ấy thì coi là kéo ngủ đến sáng. Nếu mà uống đó mà nó mà ho thì có khi nửa đêm bị thức giấc, thôi đành phải
sống chung với lũ thôi. Bác làm bí thư chi bộ ở tổ dân phố từ năm 2003 cho đến 2017 bị bệnh thì thôi bác xin rút. Nếu mà bị bệnh như thế này thì bác có biết là nguyên nhân tại sao mình lại bị phổi tắc nghẽn mãn tính không ạ? Cái nguyên nhân có lẽ là do cái hút thuốc lá, bác hút thuốc lá 50 năm này. Sau 25 là ngoài được 50 năm, từ 65 đến 25. Thì người ta, cái ông bác sĩ bệnh viện đại học y này, ông bảo tôi tốt nhất ông bỏ thuốc lá đi. Chắc là về rồi tôi bỏ luôn. Mà cũng không đều hút được nữa. Vâng ạ, vậy thì con xin được phép hỏi bác Yên một câu là khi mà bác Tấm mà bị phổi tắc nghẽn mãn tính như thế này thì bác thấy được là cái sức khỏe của bác Tấm cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của bác thì có ảnh hưởng gì không ạ? Có cái sức khỏe của bác trai trong lúc mà bị ho nhiều đấy, đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ rồi sinh hoạt con cái, hoặc về bác thấy cuộc sống mà ăn uống hay thấy bác không thường xuyên được là mình cũng rất là lo lắng vì sức khỏe cho bác trai. Có lần bác đã chỉ lên chỉ xem thợ người ta sửa chữa cho cái đèn của nhà tắm hay lại cái bình nóng lạnh, mà về sau bác lên hai lần quay xuống là bác tắc nghẽn, mà hôm ấy bác phải vỗ lưng và coi nhà đập đằng sau lưng cho bác để coi nhà lúc bây giờ bác hồi được, và bữa cơm hôm đây nó không ăn được đâu. Thế là có tất cả các con cái ngồi đây và thôi lần sau rút kinh nghiệm leo cầu thang nhiều thì không cho bố lên nữa. Vâng, con xin được phép hỏi bác Tấm ạ, hiện tại bây giờ thì sức khỏe của bác đã rất là tốt rồi, thì không biết là bác đã sử dụng cái sản phẩm gì để mình có được sức khỏe như bây giờ ạ? Năm 2021 đấy, cái bệnh tái phát, tôi mới xem như vậy là trên mạng Facebook này giới thiệu cái loại Colinatox uống giải độc phổi, thì bác nghĩ là giải độc phổi thôi chứ cũng không nghĩ rằng là nó sẽ có cái hiệu quả là giảm ho và chống mọi mệt mỏi. Khi uống thì mới biết là nó giảm ho. Đấy, và như vậy người cơ thể nó khỏe ra. Thế thì bác uống như vậy là 3 đến 4 lọ rồi đấy, thì cảm thấy như vậy nó đỡ ho hẳn, bạn dễ thở. Cái thứ hai nữa là thế này, trước kia ấy thì bác như vậy là bị ấy, thì bác đi bộ ấy, chỉ nửa cái số thôi là người thấy mệt mỏi lắm, đã dã rời đấy. Thế mà coi như vậy là uống cái boli rửa tóc này 3-4 lọ ấy thì thấy như vậy dễ thở mà ít ho đi đấy, giảm ho hẳn đấy, con thở rất thông thoáng, không tăng nghẽn. Thì răng đó rồi như vậy là người cảm thấy nó khỏe, mà đi như vậy là bình thường 3-4 cây được rồi, thậm chí đạp xe đạp hơn chục cây số mà đi vào trận Hà Đông ấy, đi chơi đấy, để mà trải nghiệm sức khỏe mình đến mức độ. Thế lúc trước ấy thì như vậy là trèo cầu thang ấy, có khi lửng chừng phải nghỉ 2-3 lần, nhưng sau cái uống cái đó thì mà thấy khỏe nên có bê cả đất cả ba có lửa tiếng đồng hồ, chứ là 3 lần 2 lần trèo lên cầu thang lên xuống để trồng cây, cái cả đấy bình thường. Người đến bây giờ nó cũng như thế đấy. Thậm chí còn đi du lịch lên tận Hà Giang sờ cột cờ Lũng Cú mà, thế là bác duy trì thôi. Ban đầu thì đầu tiên là ngày 4 viên, ngày 4 viên khi nó khỏe nó đỡ rồi thì bác rút lại liều đi đấy, là ngày 2 viên đấy một lần đấy. Nhưng mà sau đó thì như vậy bị cái COVID-19 ấy thì bác lại uống như ngày 4 viên. Cái thuốc tây ấy, cái xịt ấy, bác giảm liều thuốc panzoic ấy, cetit gọi là cetit, thì như vậy là bác giảm cái trước kia là 4 lần xịt ngày 2 lần đấy, 1 lần 2 nhát 4 lần xịt, thì bây giờ như vậy chỉ dùng 1 lần xịt thôi, 2 nhát thế thôi. Cái thứ hai là còn cái mà cái xịt mà tắc nghẽn thì bác bỏ hẳn, tức là giãn phế nang, thì cái đó để nó thì bác bỏ hẳn đi, không dùng nữa, thì dùng cái poly ở tốc cái nó cảm thấy là an toàn hơn đấy, để bác dùng cái là chính. Như thế rất là tốt rồi, thì không biết là bác sử dụng poly để tốc thì bác có nhận thấy là nó có cái sản phẩm này có cái tác dụng phụ gì không ạ? Không thấy có tác dụng phụ gì. Từ ngày uống poly rửa tóc ấy thì như vậy trèo thoải mái 5 tầng luôn, đi bộ như vậy là cũng thoải mái, đi xe đạp đến chục cây số cũng được, hai là quần vác cũng đỡ đấy. Trước đó thì chưa để làm được, khi mà bị bệnh thì không làm, không có cái tình trạng mà đi bộ mà trèo như thế. Sau uống cái poly rửa tóc này thì
thấy nó khỏe hẳn ra. Nói đến bây giờ thì có đi khám định kỳ đó, là chủ yếu để kiểm tra xem là cái máu này, kiểm tra máu này, nước tiểu này, xem nó có bị máu mỡ không, nó có bị tiểu đường không, huyết áp nó như thế nào đấy, thế thôi, chứ cũng không kiểm tra phổi nữa. Mình dùng cái kia nó ổn định, bolidotox ổn định rồi, không cần thiết nữa. Bác cũng đã khuyên một số người cũng bolidotox, nó như vậy là không hại gì, hiệu quả. Cái thứ nhất là về bệnh tình ấy, là giảm ho dễ thở. Cái thứ hai là cái thể lực nó tăng lên. Đấy. Vâng ạ, vậy thì con xin được phép hỏi bác Yên. Thế hiện tại thì bác thấy là sức khỏe của bác Tấm thì bây giờ đã khác gì so với ngày xưa ạ? Dùng Bolicotop ấy thì là bác trai đã dùng được hơn một năm nay, thì nói chung là thấy nó ổn định và là đi lại mà thường xuyên, mà sức khỏe nó không ho nhiều mà cũng không bị tắc nghẽn khó thở như trước nữa. Trong cuộc sống gia đình thì các con rồi gia đình rồi bản thân bác là người vợ, bác cũng thấy rất là thoải mái về cái tinh thần sức khỏe của chồng mình là như thế. Thì là mình cũng thấy vui lên và ổn định cho tư tưởng trong các con làm đi làm ăn, chung là đi xa thì các bác cũng thấy yên tâm, hoặc đi tham quan đi nghỉ mát rồi cùng đồng đội có thi đi hàng tuần thì bác vẫn thấy cảm thấy là yên tâm. Con rất là cảm ơn những chia sẻ của hai bác ạ. Chúc hai bác lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và niềm vui ạ.